Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo ghi lê với họa tiết vặn thân trên thân áo như thế này Thì họa tiết vặn thân mình sẽ để ở mặt trước của thân áo Mặt sau thì mình sẽ móc trơn ha, không móc họa tiết vặn thân Và mẫu áo này mình có móc họa tiết cổ tim ở bên trên nè Các bạn có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn hoặc trẻ nhỏ Hoặc mình cũng có thể thay đổi màu cho bé trai hoặc bé gái cũng được ha để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông của 125g. Sợi len của mình là mát S và chữ đỏ. Độ dày của sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Kim móc thì dùng kim 4.0 mm. Hoặc là nếu các bạn không có mẫu kim này thì so sánh cái độ dày của đầu kim so với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, thì độ dày của đầu kim nó sẽ to gấp đôi so với sợi len ha, giúp cho mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Hoặc là khi sử dụng cho mình những cái loại len khác, các bạn cũng có thể dùng cách mà so sánh cái độ dày của đầu kim với sợi len ha, miễn gấp đôi sợi len là được nè, mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len nè, kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc, và thước dây dùng để đo sai. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có một nút rồi thì đầu tiên các bạn cần xác định cho mình cái số đo của phần thân hông ở sai các bạn cần móc là bao nhiêu thì mình có để số đo ở phần mô tả ha. Móc lên cho mình cái số xích sao cho bằng với cái kích thước mà các bạn có là được. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay trực thì kích thước này nó có thể thay đổi ha. Sai này mình sẽ móc tổng cộng là 126 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Khi đã hoàn tất được độ dài của cái đoạn xích rồi, ta gặp đôi cái đoạn xích lại thì nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải so với cái phần thân hông ha. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 126 một mũi kép đơn. Và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối cùng ha. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng nó có cái đầu len thừa này nè Các bạn móc cho mình giấu luôn cái sợi len thừa này vào trong mũi móc Để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha Nó sẽ tiện hơn cho việc mình giấu len nè Và mình sẽ móc tương tự cho đến hết hàng Móc đến cuối hàng rồi thì cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ nối chung cho mình với cái chân móc đầu tiên luôn nhé. Lấy len và đâm kim vào chân cuối cùng. Đồng thời các bạn canh chỉnh cho mình cái hàng móc này cho nó thẳng lại nè. Nó đúng theo chiều ha. Đến cuối hàng móc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mà ta móc mũi kép đơn đầu tiên á. Đâm kim vào đó. Lúc này kim móc của mình nó sẽ đâm kim vào hai chân móc ha, móc cho mình vào hai chân này một mũi kép đơn nè. Kết thúc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ta sẽ tạo được cái độ rộng cho phần thân hông này nó thoải mái rồi. Thì tiếp tục đến cái hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo họa tiết vặn thân. Các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi kép đơn mà mình có được chia đôi ra ha. Thì mình sẽ lấy ví dụ luôn ở sai mà mình móc. 126 mũi chia đôi ra ta được 63 mũi thì đếm từ đây qua cho mình là 63 mũi. Dùng kim và đánh dấu vào chân thứ 63 đó. Như vậy là cái phần thân này của mình nó đã chia đôi ra được rồi. Thì một mặt mình sẽ tiến hành móc phần thân trước tạo họa tiết vặn thân. Mặt sau thì mình sẽ móc trơn nên ta sẽ không cần phải chia ha. Để ý ở mặt trước của mình, cái họa tiết vặn thân nằm chính giữa nó sẽ có 5 điểm để mình tạo họa tiết vặn thân nè. Điểm thứ nhất nè. Điểm thứ hai, điểm thứ ba, điểm thứ tư và điểm thứ năm năm điểm này mình sẽ tạo họa tiết vặn thân, tức là nó sẽ chia cái phần thân trước ra làm 6 phần. Phần đầu tiên bên ngoài nè, phần thứ hai, phần thứ ba, phần thứ tư, phần thứ năm và phần thứ sáu. Ta có 6 phần cho phần thân trước. Lấy cho mình tổng số mũi móc của mặt trước thân áo, mình chia ra 6 phần thì 6 phần đó các bạn sẽ lấy cho mình cái số nguyên ha. Còn cái số dư lẻ các bạn sẽ chia đôi cho mình và mình sẽ chia ở hai bên từ bên hông đi vô nè thì mình lấy ví dụ cho size của mình đang móc luôn ha. Phần thân trước là 63 mũi, chia cho 6 sẽ được 10 và dư 5 mũi. 5 mũi đó chia đôi ra, mình sẽ chia cho hai bên từ phần thân thông đi qua nè. Đếm cho mình từ điểm bắt đầu qua đây là 10 mũi trước nè. 10 mũi là cái số mà số nguyên mà mình vừa chia được á. Ta được 10 mũi nè, cái số dư 5 mũi đó chia đôi ra, một bên sẽ là 3 mũi và một bên sẽ là 2 mũi. Thì các bạn sẽ cộng cho mình 3 mũi ở cái cụm đầu tiên này trước. Mình sẽ được tổng cộng là 13 mũi kép đơn. Đánh dấu vào chân thứ 13 đó. Sau đó tiếp tục từ cái chân móc này nè, mình sẽ đánh dấu màu xanh ha. Từ cái chân móc này đến cái chân móc kế tiếp sẽ là 10 mũi, là cái số nguyên mà mình chia được. Nếm cho mình đến cái chân thứ 10 và đánh dấu vào chân thứ 10. Điểm này mình móc họa tiết vặn thân nằm chính giữa nên mình sẽ sử dụng màu cam để mình đánh dấu. Điểm kế tiếp cũng là họa tiết vặn thân nằm chính giữa thì từ đây qua đây sẽ là 10 mũi. Đánh dấu màu cam nè. Từ đây qua điểm tiếp theo cũng móc họa tiết vặn thân chính giữa, cũng đếm lên 10 mũi. Đánh dấu màu cam. Tiếp tục từ đây qua cái điểm còn lại nó cũng là 10 mũi ha, đếm cho mình 10 mũi cuối cùng và đánh dấu màu xanh nè. Đánh dấu cho mình cái điểm màu xanh ha. Như vậy là ta đã chia ra được 5 điểm để mình tạo họa tiết vặn thân nè. Tổng số mũi móc ở cái phần thân từ bên hông đi qua cái điểm màu xanh á. Ở hai bên nó sẽ trên nhau khoảng tầm 1 mũi ha. Và các cái điểm nằm chính giữa nó sẽ bằng nhau. Thì bây giờ mình sẽ móc ra họa tiết vặn thân. Khi lên hai mũi móc xích rồi ta sẽ móc các cái mũi kép đơn vào các cái chân móc đến cái điểm màu xanh mà mình đánh dấu. Cứ mỗi chân sẽ móc cho mình một mũi kép đơn. khi đã móc được đến cái chân móc màu xanh mà mình đánh dấu rồi ở đây mình sẽ tạo hai cái đường gân thẳng lên tới phần vai thì hai đường gân đó sẽ tạo ra ở bốn chân móc hai chân móc liên tiếp sẽ tạo ra một đường gân ha thì thay vì các bạn móc cho mình hai chân móc ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai và thay vì móc vào chân móc mình sẽ không móc vào chân móc mà ta sẽ đẩy cái thân chân móc của cái mũi thứ hai đó nè lấy lên và đưa cái thân chân móc đó lên trên kim móc vào đây một mũi kép đơn sau đó ta sẽ lùi kim về cái chân móc đầu tiên của cái đường gân đó. Và thay vì móc vào chân móc thì mình sẽ không móc vào chân móc, ta sẽ đẩy cái thân chân móc của mũi đầu tiên đó lên trên kim. Móc cho mình một mũi kép đơn và lưu ý mũi kép đơn này các bạn nhớ kéo dài cái mũi móc ha, cho cái đường gân của mình nó không có bị rút lại. Ta sẽ tạo ra một đường gân đầu tiên. Tiếp tục đến cái đường gân thứ hai thì cũng làm tương tự nè. Hai chân móc kế bên thì bỏ qua chân móc đầu tiên móc vào chân móc thứ hai và mình sẽ đưa cái thân chân móc thứ hai đó lên trên kim. Lấy len nè. Đẩy cái thân chân móc thứ hai lên trên kim. Móc vào đây mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục lấy len và lùi kim về cái thân chân móc phía sau, móc vào mũi kép đơn kéo dài. Như vậy là ta sẽ có được hai cái đường gân nằm thẳng với nhau. Các cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến chân màu cam mà mình đánh dấu ha. Ở đây mình sẽ có 3 cái chân móc đánh dấu màu cam thì mỗi chân móc đánh dấu màu cam đó mình sẽ móc một mũi ngoặt ngoài. Mũi ngoặt ngoài nè, lấy len sau đó đẩy thân chân móc lên trên kim thì ta sẽ được một mũi ngoặt ngoài hay còn gọi là mũi ngoặt trên ha. Tại cái thân chân móc màu kem lên trên kim móc vàng mũi kép đơn nè. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Các cái điểm màu kem thì cũng móc mũi ngoặt ngoài tương tự ha. Khi đã móc được ba cái khoảng mà mình đánh dấu màu kem, mỗi cái chân móc đó mình móc một mũi ngoặt ngoài rồi nè. Được 3 điểm rồi thì bây giờ đến cái phần màu xanh mình sẽ tạo hai cái đường gân ở đây. Ngược lại với đường gân đầu tiên. Mình móc từ đây đi qua thì mình sẽ móc ở phía trước của cái chân móc mình đánh dấu. Còn lúc này khi mà mình móc đến cái cụm cuối cùng rồi thì mình sẽ móc ở phía sau, tức là bốn cái chân ở phía sau của cái chân đánh dấu ha. Thì bốn chân này mình cũng tạo hai đường gân nè. Móc các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc thứ tư đó. Đến đây rồi thì lần lượt tạo cho mình hai cái chân móc liên tiếp thành một đường gân ha. Cách làm thì cũng tương tự như đường gân bên này. Hai chân móc liên tiếp nè thì bỏ qua chân đầu tiên, thay vì móc vào chân thứ hai thì đưa thân chân móc thứ hai lên kim, móc vào mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục dời kim móc vào cái thân chân móc đầu tiên, một mũi kép đơn kéo dài. Ta được đường gân đầu tiên tiếp tục đường gân thứ hai tạo ra ở hai cái chân móc cuối cùng là chân móc kế cuối và chân móc mình đánh dấu đưa thân chân móc thứ hai lên kim móc vào mũi kép đơn sau đó lùi kim về cái thân đầu tiên móc mũi kép đơn kéo dài ta sẽ được hai cái đường gân song song với nhau ha thì họa tiết vặn thân của mình nó sẽ nằm ở đây từ hai cái đường gân qua hai đường gân bên này ha các chân móc còn lại thì móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối hàng móc Khi đã móc được đến cuối hàng thì để kết thúc hàng này đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên của hàng này, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Hàng móc kế tiếp thì từ điểm bắt đầu đến hai cái đường gân này các bạn sẽ làm tương tự giống như hàng bên dưới luôn. Mỗi chân móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc đến cái đường gân này khi đã móc được đến hai cái đường gân á thì các bạn cũng làm tương tự cho mình ở đây mình cũng có hai cái thân chân móc nè thì các bạn cũng bỏ qua cho mình cái chân móc đầu tiên ở cái chân móc thứ hai thay vì móc vào chân móc mình sẽ móc vào cái thân chân móc mà mình ngoặt ở đây nè bỏ qua cái chân đầu tiên ha đến cái chân thứ hai thì móc vào cái thân của cái chân thứ hai này một mũi kép đơn nè Sau đó tiếp tục sẽ dời về cái thân của cái mũi đầu tiên. Thì cái thân của cái mũi đầu tiên các bạn đẩy cho mình cái mũi mà mình vừa móc này qua là sẽ thấy cái thân đầu tiên ha. Mình sẽ đẩy cái thân chân móc này lên trên kim, móc vào một mũi kép đơn. Ta cũng được một cái họa tiết gân như thế này. Các bạn cũng làm tương tự cho mình cái họa tiết gân thứ hai ha. Hai cái thân chân móc nè. Thì đâm kim vào cái thân chân móc thứ hai trước. Móc một mũi ngoặt ngoài. sau đó tiếp tục lùi kim về cái thân của cái mũi đầu tiên đẩy cái thân thứ hai lên nè à. đâm kim vào mũi đầu tiên móc vào đây một mũi kép đơn kéo dài ta cũng có được hai cái đường gân song song ha và áp dụng cho tất cả các cái hàng móc kế tiếp các bạn cũng làm tương tự cho mình cho các cái đường gân còn lại ở các hàng kế tiếp ha thì mình sẽ không nói đến cái khoảng này nữa mà các bạn tiếp tục móc cho mình ở cái phần thân chính giữa cứ mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn cho đến ba cái điểm mà mình chia ở đây nè Khi mình đã móc được các mũi kép đơn cho đến cái mũi ngoặt ngoài nằm chính giữa đây thì các bạn chưa luôn cho mình hai cái chân móc ở hai bên. Thì lúc này mình sẽ có ba cái mũi móc. Một chân móc nè, hai chân móc, ba chân móc tạo ra ba mũi móc ha. Nhưng mà ba cái mũi móc này các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái thân này, mình thay thế vào cái mũi ngoặt này. Còn cái chân của mũi ngoặt này thì mình sẽ móc bình thường vào chân này và cái mũi ở phía sau nó mình cũng thay thế nó bằng cách móc ngoặt ngoài vào cái thân này luôn ha thì mình sẽ làm cho các bạn xem nè đầu tiên là cái chân của cái mũi kép đơn ở phía sau của đường gân này trước là cái chân này thì chân này mình sẽ không móc vào đây ta sẽ bỏ qua luôn chân này và mình thay thế nó bằng cách móc vào cái mũi ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài đưa cái thân này lên trên kim nè móc vào đây một mũi ngoặt ngoài đây thì cái mũi này nó đã thay thế cho cái chân mà mình vừa bỏ qua rồi chân móc của mũi ngoặt ngoài này nè các bạn đẩy cho mình cái mũi mình vừa tạo nó sẽ thấy cái chân móc của mũi ngoặt ngoài ở hàng phía dưới đâm kim vào chân móc đó móc một mũi kép đơn bình thường ta được hai mũi rồi ha cái mũi thứ ba nó sẽ là mũi của cái mũi kép đơn ở phía trước này thì giống như cái mũi phía sau các bạn cũng lấy len và móc cho mình vào cái thân ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài thì ta có được 3 mũi. Hai mũi ngoặc nó sẽ thay thế cho hai mũi ở hai bên, còn cái mũi nằm chính giữa thì mình sẽ móc bình thường nè. Các cái chân móc kế tiếp thì lúc này cái chân kế bên này mình đã thay thế bằng mũi ngoặc ngoài rồi thì ta sẽ không móc vào chân đó mà móc vào chân kế tiếp một kép đơn. Và mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho hai cái đường gân chính giữa luôn ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Mình sẽ lặp lại một lần nữa ha. Cái thân ngoặt ngoài và hai cái chân nằm hai bên thì mình sẽ có ba chân móc tạo ra ba mũi ha. Thì hai mũi phía ngoài này mình sẽ móc vào cái thân mặt ngoài, còn mũi ngoặt ngoài thì móc vào chân móc ha. Đây, chân đầu tiên thì móc vào cái mũi ngoặt ngoài nè. Tạo ra được mũi đầu tiên. Mũi thứ hai sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái mũi ngoặt ngoài đó Và cái mũi thứ ba cũng thay thế bằng cách móc vào cái thân mặt ngoài một mũi ngoặt ngoài nữa. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho đến hết. Hàng móc kế tiếp thì từ chân móc đầu tiên đến cái họa tiết đường gân nằm chính giữa thì làm tương tự như hàng phía dưới rồi ha. Lúc này đến đây các bạn cũng móc tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái đường gân nằm chính giữa nè. Khi mình đã móc đến cái cụm vặn thân nằm chính giữa này thì chưa cho mình ra cái chân móc đầu tiên ba cái mũi vặn thân rồi nè thì chưa ra hai cái chân móc ở hai bên luôn ha tức là lúc này mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc thì làm tương tự cho mình tức là hai chân ở phía ngoài mình sẽ thay thế bằng hai cái mũi ngoặt cái chân này thì không móc vào chân này mà thay thế bằng cái mũi ngoặt ở đây chân này thì móc bình thường chân này móc bình thường nè chân kế tiếp cũng móc bình thường và chân của cái mũi ở phía ngoài này mình sẽ thay thế bằng cách móc mũi ngoặt ngoài vào cái thân ở bên cạnh này ha thì mình sẽ làm cho các bạn xem nè chân đầu tiên không móc vào chân đầu tiên bỏ qua luôn móc vào cái thân ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài sau đó tiếp tục cái chân của cái mũi ngoặt ngoài mà mình vừa móc á đẩy cái mũi đó qua thì mình sẽ thấy nè móc vào đó một mũi kép đơn Tiếp tục chân nằm chính giữa một mũi kép đơn Và chân phía ngoài một mũi kép đơn Còn lại một cái mũi ở phía ngoài này thì mình sẽ thay thế nó giống như là cái mũi đầu tiên Tức là móc vào cái mũi ngoặt ngoài sát bên Lúc này các bạn để ý cho mình nè, ở chính giữa của hai mũi ngoặt nó sẽ tăng dần lên hai mũi ha từ đây cho đến các cái hàng móc kế tiếp thì mình sẽ làm tương tự như vậy Các bạn cứ chụm cho mình ở cái chân đầu tiên vào cái chân ngoặt ngoài và chân sau cùng này cũng vào chân ngoặt ngoài còn các cái mũi xác đó mình sẽ bỏ qua móc vào chân kế tiếp một kép đơn ha làm tương tự đến hết hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa thì sau khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy lúc này hai cái đường gân của mình nó đã sắp chạm vào nhau rồi nè ở đây nó sẽ có hai trường hợp trường hợp thứ nhất là hai cái đường gân này nó không có khoảng cách một kép đơn chính giữa nè mà nó liền với nhau như thế này luôn thì khi mà những bạn nào mà móc có cái hàng móc như thế này nè Thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc liền cho mình Tức là giống như cái phần phía dưới Chân của mũi kép đơn thì móc mũi kép đơn Còn chân của mũi ngoặt ngoài thì móc vào thân chân móc đó mũi ngoặt ngoài ha Mình sẽ làm một hàng bằng với kích thước của cái hàng mà mình đang có ở đây Còn đây là trường hợp thứ hai ha Chính giữa hai mũi ngoặt đó có một cái mũi kép đơn Thì từ đầu này các bạn cũng móc tương tự cho mình nè Chân của mũi ngoặt ngoài đó móc một mũi kép đơn để ý cho mình ở cái cụm mình đang móc nè cái cụm mình đang móc này khi móc mũi kép đơn vào chân ngoặt ngoài rồi thì cái chân móc ở phía trước của cái mũi ngoặt đó mình sẽ thay thế bằng cách móc vào cái chân nó mũi ngoặt ha nhưng còn đến cái cụm tiếp theo cũng là cái chân móc đó nhưng mình móc thay thế bằng mũi ngoặt ở phía sau nó cho nên các bạn sẽ tiến hành chụm cho mình luôn hai cái mũi ngoặt này lại thành một mũi ngoặt duy nhất thì mình sẽ làm như sau nè lấy len cho mình lên kim ta đâm kim đưa cái thân chân móc của cái mũi ngoặt ở phía sau nó đồng thời đưa luôn cái mũi ngoặt phía trước hai cái mũi ngoặt này móc vào đây mũi kép đơn thì như vậy là cái chân đó mình chụm lại được thành một mũi đây các mũi tiếp theo thì cũng làm tương tự nè lúc này mình đã thay thế cái mũi ngoài là mũi ngoặt rồi thì cái chân của mũi ngoặt đó mình cũng móc một mũi kép đơn khi các bạn lật cái mặt trong lại nè thì cái mũi ngoặt mà mình vừa tạo đây nó sẽ tương ứng với cái mũi mà mình bỏ qua đây nó sẽ có một cái chân móc mình không móc nè thì nó đã tương ứng với cái chân ngoặt này rồi ha làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cái góc này cũng vậy thì khi móc đến đây nè tiếp tục chân của mũi ngoặt ngoài đó đã móc mũi kép đơn rồi thì tiếp tục móc mũi ngoặt ngoài ở hai cái thân ngoặt ngoài cùng một lúc để thay thế cho cái mũi kép đơn mà mình bỏ qua đó ha sau đó tiếp tục chân của mũi ngoặt ngoài kế bên thì móc một mũi kép đơn và từ đây các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến hết ha khi đã hoàn tất cho mình được hàng móc giao nhau giữa hai cái hình thoi ở phía trong rồi thì đến đây mình sẽ tiến hành à, giảm lại cái mũi để tạo thành một cái hình thoi hoàn chỉnh ha để ý cái cạnh phía dưới chân phía ngoài sát với cái hình thoi mình sẽ thay thế bằng cái mũi mặt ở cái hình thoi đó thì lúc này mình sẽ thay thế bằng mũi ở phía trong ha mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn nè ở đây mình thay thế bằng mũi ở trong cho nên mũi ngoài các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào chân của mũi mặt ngoài móc vào chân hoặc ngoài một mũi kép đơn nè bây giờ mình thay thế ở phía trong của hình thoi thì cái chân móc kế tiếp này thay vì móc vào chân móc ta không móc vào chân móc mà các bạn sẽ móc mũi ngoặt vào cái thân ở phía sau nè chân móc kế tiếp là cái chân mình vừa thay thế mũi ngoặt rồi thì không móc vào chân đó móc vào chân kế tiếp mũi kép đơn thì ở phía trước của hình thoi nó cũng tăng dần nè ở cái hàng mình vừa móc phía dưới nó có một kép đơn trước thôi thì cái hàng này mình sẽ có hai mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến điểm giao nhau giữa hai cái hình thôi. Đây, thì ở đây có một nè. Hàng dưới là hai thì trên này nó cũng tăng lên là hai rồi nè, nó đã đều nhau rồi ha. Mỗi chân móc một mũi kép đơn. Hoàn tất các mũi kép đơn ở chính giữa của hình thoi rồi. Đến đây thì các bạn sẽ thấy cái hàng móc mà mình móc ở phía dưới nè, nó sẽ giống như cái hàng móc thứ hai ở cái phần thân phía dưới. Thì hàng này mình sẽ làm giống như hàng thứ ba, tức là mình chụm hai cái chân móc ở phía hai bên của cái mũi ngoặt luôn. Đây, ba mũi này mình sẽ móc chung với một cái mũi móc. Thì cái chân móc kế bên này không móc vào đây, móc vào thân chân móc ngoặt ngoài một mũi ngoặt ngoài để thay thế cho cái mũi kép đơn đó sau đó móc vào cái chân của mũi ngoặt ngoài một mũi kép đơn và tiếp tục thay thế cái mũi kép đơn phía ngoài này bằng một mũi ngoặt vào cái thân ngoặt ngoài phía dưới cái chân móc kế tiếp mình đã thay thế mũi ngoặt rồi thì bỏ qua chân kế tiếp và móc vào chân kế bên một kép đơn ha thì cái hình thoi của mình lúc này nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại móc tương tự cho mình cho các cái góc còn lại ha khi móc đến cái hình thoi cuối cùng thì cũng tương tự ha. Chân móc này bỏ qua, móc vào ngoặt ngoài một mũi ngoặt ngoài để thay thế. Sau đó chân của mũi ngoặt ngoài móc một mũi kép đơn. Ta còn lại một chân cuối cùng cũng móc vào chân đó một mũi kép đơn ha. Như vậy là hình thoi của mình nó dần dần hoàn tất ha. Và nó cũng tạo ra những cái hình thoi mới. Móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì hình thoi của mình ở phía dưới nè. Từ phía dưới sẽ xòe lên bên trên. Sau đó cúp lại và xòe ra cúp lại ha hình thoi nó sẽ xen kẽ lẫn nhau như thế này thì móc thêm cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa xác định cho mình chiều cao của toàn bộ thân áo ở xa các bạn cần móc là bao nhiêu từ phần vai cho đến phần bo ha thì đây là chiều cao của toàn bộ phần thân áo thì cái phần mình móc lên sẽ là cái đoạn này ha các bạn sẽ chia cho mình tổng cái chiều cao của toàn bộ phần thân áo ra làm 5 phần Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được sắp xỉ bằng 3 phần 5 so với tổng chiều cao toàn bộ phần thân áo. Thì 3 phần 5 đó các bạn sẽ trừ ra cho mình khoảng tầm 3 cho đến 4 cm để mình tạo cái phần bo ở dưới lai áo nè. Còn lại mình sẽ móc cái phần thân đi lên ha, sắp xỉ bằng 3 phần 5 so với tổng chiều cao của toàn bộ thân áo là được. Ta sau khi đã hoàn tất cho mình thêm nhiều hàng móc còn 3 đến 4 cm nữa sẽ đạt được 3 phần 5 so với tổng chiều cao toàn bộ thân áo rồi thì mình sẽ móc cái phần nách đi lên ha đây là cái mặt trước của thân áo nè từ hai bên của hai cái đường gân thẳng các bạn sẽ ăn gian cho mình lê bốn mũi thì bên này à ăn gian cho mình bốn mũi dùng kim đánh dấu đánh dấu vào cái chân móc thứ tư ha ta tương tự ở bên này cũng vậy ăn gian ra cho mình bốn mũi để mê khi mình móc các cái hàng móc kế tiếp cái phần nách của mình nó sẽ có cái độ bo ha nó không có bị vuông góc mà nó sẽ tạo được một cái độ bo ở đây thì để ăn gian vô đến chân móc thứ tư khi mình kết thúc cái hàng móc này rồi, các bạn tiếp tục dùng mũi dời và mình dời vào các cái chân móc cho đến cái chân thứ tư sát cái đường gân ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Khi đã dời được đến cái chân móc thứ tư sát với cái đường gân này, thì ở đây mình sẽ tiến hành giảm mũi. Ở đây mình có bốn chân móc, thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình tạo ra ba mũi kép đơn ha. Móc lên hai mũi móc xích nè. Chân thứ tư là cái chân mà mình vừa móc mũi dời đó, các bạn sẽ không móc vào chân đó nữa, mà móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Bỏ qua chân này ha, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. hai chân móc kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn như vậy là bốn cái chân ở phía dưới mình chụm lại được còn ba chân ở bên trên tạo ra được một cái độ bo cho phần nách rồi nè thì lúc này đến các cái chân móc nằm chính giữa thì mình cũng tạo cái đường gân tương tự ha móc tương tự cho đến góc này khi đã móc được đến cuối rồi còn bốn cái chân mà mình ăn gian ở bên này nè thì hai chân đầu tiên mỗi chân làm một mũi kép đơn chưa cho mình hai chân móc cuối cùng để chụm mũi ha. Có được hai mũi kép đơn rồi nè, hai chân kế tiếp cũng là hai chân cuối cùng, chụm lại thành một mũi thì cách chụm như sau. Lấy len lên kim, đâm kim vào chân kế cuối. Kéo len qua chân móc. Kéo qua hai chân trên kim. Giữ nguyên vị trí này, tiếp tục lấy len lần thứ hai lên kim, đâm kim vào chân cuối cùng. Kéo len qua chân móc kéo qua hai chân sau đó kéo hết qua ba chân trên kim như vậy là hai chân phía dưới chụm lại thành được một mũi bên trên ha tiếp tục lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở hàng móc kế tiếp này mình cũng tiến hành giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc thì mũi ở đầu hàng móc ta sẽ không móc vào chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn để giảm mũi nè các chân còn lại thì làm tương tự ha nhưng lúc này để ý cho mình ở cái hàng móc này, mình đang móc ở mặt trái của sản phẩm. Khi các bạn móc đến cái họa tiết vặn thân hai bên á. Thay vì mình móc mũi ngoặt ngoài tức đưa cái thân ngoặt ngoài đó lên trên kim thì các bạn sẽ đưa kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc của mũi ngoặt thứ hai á, đẩy xuống dưới kim. Đây. Hai chân này tạo ra một cái họa tiết thì thay vì móc mũi ngoặt ngoài là đưa thân chân móc lên kim, ta sẽ đưa kim xuống dưới và đẩy cái thân chân móc thứ hai đó xuống dưới kim móc vào đây mũi kép đơn nè kép đơn này các bạn nhớ kéo dài cho mình ha khi nhìn từ hướng mặt phải thì cái mũi này nó sẽ nằm trên cái mũi kia ha thì để móc được cái mũi kia các bạn nhớ lấy cho mình cái ngón tay mình sẽ đẩy cái mũi mà mình vừa tạo qua một bên sau đó lấy len và đưa kim xuống dưới luôn cái thân của mũi đầu tiên xuống dưới kim Bà nhớ khi đẩy kim các bạn đẩy cho mình ở phía trên của cái mũi mà mình vừa đẩy qua ha Móc vào mũi kép đơn nè Đây thì lật cái mặt phải Ta cũng được một cái họa tiết tương tự giống như cái hàng bên trên Thì tiếp tục đến hai cái chân kế tiếp nè Lấy len sau đó đẩy kim xuống dưới Đẩy cái thân chân móc thứ hai xuống dưới kim Đây thân chân móc thứ nhất và thứ hai ha Thì đẩy cái thân thứ hai xuống dưới kim nè móc vào một mũi kép đơn kéo dài. Sau đó tiếp tục lấy len, lấy ngón tay đẩy cho mình cái thân mà mình vừa tạo qua một bên, sau đó đưa kim xuống dưới, đẩy cái thân thứ nhất xuống dưới kim và đẩy qua cho mình cái thân thứ hai ha. Móc vào đây mũi kép đơn nè. Lật cái mặt phải ra thì cái họa tiết của mình nó cũng chồng chéo giống như cái phần phía dưới rồi ha tức là cái mũi thứ hai nó sẽ nằm ở phía trên mũi thứ nhất móc đến các cái họa tiết hình thoi này thì mình cũng làm tương tự nè cứ móc mỗi chân là một mũi kép đơn mình cũng giảm mũi tương tự ha nhưng mà thay vì mình móc mũi ngoặt ngoài thì mình sẽ móc mũi ngoặt trong mũi ngoặt trong là lấy len sau đó mình sẽ luồn kim xuống phía dưới và đẩy thân chân móc đó xuống dưới kim ha khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục giả mũi ở đầu này ta cứ móc các cái mũi kép đơn và giảm hai cái chân móc cuối cùng này lại thành một mũi là được lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân liên tiếp sau đó kéo len qua ba đường móc trên kim thì ta đã giảm được một mũi ở đầu này tiếp tục móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại tiếp tục làm thêm cho mình một hàng móc giảm mũi nữa ha như vậy là ta đã có được 3 hàng móc giả mũi tạo ra được cái độ bo cho cái phần nách của mình rồi nè. Thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải giả mũi nữa, các bạn cứ móc đều lên cho mình, cứ chân móc nào là mình sẽ móc mũi đó ha. Khi mà mình móc mũi ngoặt theo cái hướng mặt phải của sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn là khi mình móc ở mặt trái. Mặt trái thì mình lưu ý canh chỉnh cái mũi ngoặt này sao cho nó cùng chiều với mặt phải là được ha. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa và các bạn sẽ canh cho mình. Toàn bộ chiều cao thân áo chia ra làm 5 phần thì cái phần nách của mình nó chiếm 2 phần bên trên nè. Tiếp tục cái phần nách này các bạn sẽ chia tiếp cho mình ra làm 3 phần. Và mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được 1 phần 3 tổng chiều cao của toàn bộ phần nách. 1 phần 3 ha. Đây thì toàn bộ phần nách đây móc lên 1 phần 3 so với chiều cao của phần nách là được. Khi mình đã hoàn tất được chiều cao 1 phần 3 so với chiều cao toàn bộ phần nách rồi mình sẽ chia cái phần thân trước ra làm hai phần để mình tạo họa tiết cổ tim. Đếm cho mình cái hàng móc cuối cùng này được bao nhiêu mũi, sau đó ta sẽ đánh dấu ở cái chân móc nằm chính giữa ha. Dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân nằm chính giữa nè. Bây giờ mình sẽ chia ra làm hai phần và mình móc hai bên vai, từ bên nách đi qua thì chân móc ở phần nách mình sẽ không giảm mũi ha mình chỉ giảm mũi ở chân móc phần cổ thôi thì ta cứ móc đều nè móc đến cái chân nằm chính giữa rồi thì mình sẽ bỏ qua cái chân nằm chính giữa đó các bạn lùi về cho mình hai chân sát chân chính giữa đó và mình chụm lại thành một mũi ha thì cách chậm tương tự như cách mà mình chậm ở phần nách lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân liên tiếp sau đó kéo len qua hết ba chân trên kim móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi các bạn móc từ cái phần nách đi qua thì mình không giảm mũi còn khi mình móc từ phần cổ đi qua thì ta sẽ tiến hành giảm mũi ha sau đó các bạn cứ giảm cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cứ cái điểm giả mũi mà ở đầu hàng á, thì mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn còn khi mà mình móc cái điểm chậm nằm ở cuối hàng thì cứ chậm hai chân lại thành một mũi là được nha thì sau khi mình đã móc được hai bên chia đều ra tạo được cái hạt tiết cổ tim này rồi thì các bạn để ý cho mình ở cái phần cổ áo nè ở phía trên vai gặp lại cho mình khoảng tầm 2 cho đến ba hàng móc thì mình sẽ có được một cái chiều cao ở phần thân trước cao hơn so với cái phần thân sau từ 1 cho đến 2 cm nha. Khi đã hoàn tất được mỗi bên của phần thân trước rồi, các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sẽ móc cái phần thân sau. Từ chân móc mình bắt đầu của mỗi hàng móc ở phần thân dưới. Là khi mình lên hai mũi xích đây nè, các bạn sẽ đếm cho mình số mũi móc từ đây đi vô là bao nhiêu mũi. Thì mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi móc nè. 8 mũi móc này các bạn tiếp tục từ cái chân móc này. Các bạn đếm ngược ra cho mình thêm 8 mũi và mình sẽ đánh dấu vào cái chân đó cộng lại cho số mũi móc của cái phần mà mình vừa có được ở đây bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ tính cho mình bấy nhiêu mũi từ cái phần kia đi lại mình cũng đếm ra bấy nhiêu mũi ha như vậy là ở hai bên cái khoảng của phần nách nó sẽ có cái kích thước bằng nhau nè để móc được cái phần thân sau từ hai cái điểm mà mình đánh dấu này các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút thân trước mình có ba hàng móc giảm mũi tạo cái độ bo cho phần nách thì phần thân sau các bạn cũng móc cho mình ba hàng móc giảm mũi tạo cái độ bo tương tự đâm kim vào chân mình đánh dấu nè kéo nút vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích để giảm mũi ở cái chân đầu tiên thì không móc vào chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn thì như vậy là mình đã giảm được một mũi ha các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn và khi móc lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều móc đến cuối cùng thì mình sẽ chụm chân cuối cùng này với cái chân sát bên này lại thành một mũi ha mình sẽ móc ba hàng móc tương tự như vậy sau đó các hàng móc kế tiếp sẽ móc đều và không tăng mũi nữa thì phần vai mình gặp đôi lại nè, phần thân sau nó sẽ thấp hơn so với phần vai 1 đến 2 cm. Sỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. Cái sợi len mà mình cắt dài ở mỗi bên phần vai nha. Đếm tổng số mũi móc mà mình có được ở cái phần vai này là bao nhiêu mũi. Sau đó mình sẽ đếm ngược lại với cái phần vai ở phần thân sau nè. Và mình sẽ khâu vào hai cái chân móc tương ứng với nhau ha chân đầu tiên của phần thân trước và chân tương ứng với phần thân sau kéo sợi len nè à. tiếp tục đưa ngược lại thân trước khâu ra phía sau ha hai chân móc song song tương ứng với nhau khi khâu thì nhớ quút sợi len mạnh để cho cái đường khâu của mình nó được giấu vào trong nhé Hoàn tất rồi thì tiến hành tạo một gút ở đây. Sau đó mình sẽ giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được hai cái bên vai. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại ha. Ở đây mình đã viền sẵn được một bên cánh tay rồi. Thì cách viền hai bên cánh tay nó sẽ tương tự như nhau và cũng tương tự như cái phần cổ. Tức là mình sẽ xen kẽ một hàng đơn, một hàng nửa kép và một hàng mũi đơn. Mình sẽ hướng dẫn phần cổ và các bạn áp dụng cho mình ở phần nách luôn ha vì phần cổ nó khác một cái là có cái cổ tim ở đây nè nên cái mũi ở cổ tim mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ta sẽ quay cái mặt sau của thân áo lại mình sẽ đâm kim vào một chân móc bất kỳ ở phần thân sau đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào một chân móc bất kỳ ha có thể đâm kim vào chân chính giữa sau đó kéo cái sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích mình sẽ lần lượt móc các cái mũi móc đơn cho các chân móc ha, liên tiếp với nhau nè. Khi móc mà có sợi len thừa thì nhớ giấu cho mình vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Khi các bạn đã móc cho mình được đến cái điểm giao nhau giữa phần thân trước với phần thân sau, ở đây nó có một cái chân móc nè, thì ta sẽ đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn trước. Sau đó đến phần thân trước là cái phần thân tạo của tim nè. Thì lúc này nhìn cho mình là mình sẽ có thân chân móc, chân móc, thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau. Chứ mình không có những chân móc cụ thể. Thì các bạn sẽ không móc vào thân chân móc mà mình chỉ móc vào các cái chân móc liên tiếp. Và mỗi chân móc mình móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Móc 2 mũi móc đơn vào chân móc đầu tiên nè. Tiếp tục bỏ qua thân chân móc, móc vào chân móc hai mũi móc đơn. Bỏ qua thân chân móc, móc vào chân móc hai mũi móc đơn. Và viên tương tự cho mình cho đến cái phần cổ tim phía dưới. Khi móc được đến cái phần cổ tim mình có một cái chân móc mà mình đánh dấu nè và hai cái chân móc giao nhau giữa hai bên thì mình sẽ chụm ba cái chân móc này lại thành một thì cách chụm như sau các bạn đâm kim vào chân móc kế bên là cái chân giao nhau nè kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân mình đánh dấu kéo lên và đâm kim vào chân sát bên là cái điểm giao ha kéo lên sau đó kéo qua hết bốn đường trên kim khi kéo nhớ các bạn đừng có kéo dài cái mũi móc quá nha, kéo sát lại sau đó mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc kế bên nữa. Cứ mỗi chân móc hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi giờ sau đó lên một xích. Ta hoàn tất được hàng viền đầu tiên thì đến hàng viền thứ hai thay cho mình màu vào. Đưa sợi lên ra phía sau nè ở phía sau cái sợi len mà mình vừa kết thúc màu vàng á phía trước nó là chân móc mình móc mũi dơi kết thúc thì phía sau nó là chân của mũi dơi nha đâm kim vào chân của mũi dời sau đó kéo cái sợi len qua cái chân móc này móc lên một mũi móc xích hàng này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép để mình móc các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi nửa kép và lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi mình cứ móc đều ha móc cho mình cho đến phần cổ tim. Khi đến phần cổ tim thì cũng tương tự cái chân mình mình chậm ba mũi đơn lại thành một mũi nè. Các bạn cũng chậm cho mình chân đó với hai chân móc ở hai bên thành một mũi. Thì cách chậm mũi nửa kép như sau: lấy len lên kim, sau đó lần lượt đâm kim vào ba chân móc này. Chân thứ nhất nè, kéo len kéo cái đoạn lên vừa phải thôi ha. Đâm kim vào chân thứ hai và chân thứ ba. Sau đó kéo len qua hết 5 đường trên kim Cái đường mà mình kéo qua các bạn nhớ sát lại với kim móc chứ đừng có làm rộng quá nha Và các chân móc còn lại mỗi chân làm một mũi nửa kép Mình sẽ tạo ra được cái hàng viên thứ hai và cũng tạo cổ tim như thế này Hàng viên mũi đơn thứ ba cũng làm tương tự chân mũi chậm này với hai chân hai bên chậm lại thành một mũi ha thì lần lượt đâm kim vào ba chân móc liên tiếp sau đó kéo lên qua hết bốn đường trên kim kéo len này nhớ sát cái sợi len vào kim móc luôn đừng có hở quá sau đó lần lượt móc các cái mũi đơn ta cũng tạo ra được một cái góc nhọn cho cổ tim viền tương tự cho mình cho đến hết sau đó các bạn sẽ áp dụng cái cách viền này cho cái phần tay phần viền ở tay thì nó cũng đơn giản hơn là phần cổ tim nó không có cái góc nhọn nên các bạn cứ móc đều cho mình là được Tiếp tục mình sẽ tạo một nút móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi lên dài nè. Mình sẽ viền lại ở cái phần bo áo. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái hàng móc phía dưới. Kéo cái nút vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích. Ở phần bo này thì mình sẽ không móc vào chân móc mà các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi ngoặt xen kẽ ha. Thì mũi ngoặt đầu tiên nè, ta sẽ lấy len, sau đó thay vì đâm kim vào chân móc đầu tiên, ta sẽ đâm kim vào cái thân chân móc tức là mình đưa thân chân móc đầu tiên lên trên kim móc một mũi ngoặt ngoài sau đó ngược lại sẽ làm một mũi ngoặt trong đẩy cái thân chân móc kế bên xuống dưới kim móc vào mũi ngoặt trong nè hay còn gọi là mũi ngoặt trên dưới ha tiếp tục xen kẽ làm một mũi ngoặt ngoài nè đẩy thân chân móc lên trên kim mũi ngoặt trong lấy len và đẩy kim xuống dưới đẩy thân chân móc kế bên xuống dưới kim móc xen kẽ cho mình cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc như vậy nữa lưu ý cho mình với các cái hàng móc viền kế tiếp thì thân của mũi ngoặt trong mình sẽ móc mũi ngoặt trong còn thân của mũi ngoặt ngoài mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài ta cứ móc xen kẽ cho cái đường gân của mình nó dài ra ha Móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy cho đến khi mình đạt được độ dày của cái phần bo. Kết thúc phần bo thì nhớ viền cho mình một hàng mũi đơn để mình cố định lại được mũi móc. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu áo ghi lê với họa tiết vặn thân phía trước thân áo như thế này. Mẫu này các bạn cũng có thể tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn hoặc là trẻ nhỏ, hoặc mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích khi thực hiện có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công